Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bãi sẽ làm cái món lươn lá nhào nha cả nhà. Đây là lươn dân bãi mua nè cả nhà. Đây là tỏi ớt dân bãi bằm rồi, đây là lá nhào. Dân bãi mời cả nhà cùng xem dân bãi làm. Rồi chảo nóng rồi dân bãi đổ dầu vô. Dân bãi đổ tỏi với ớt bằm vô. Rồi nó vàng rồi, giờ dân bãi nhắc xuống đặng ướp. Lươn dân bãi mặn rồi, giờ dân bãi đổ vô ướp. Món lươn này quá đã. Dân bãi cho tương hột, dân bãi nghiền xong rồi, dân bãi cho vô. Bịch bột nghệ dân bãi cho vô cho nó có màu vàng. Cho nửa muỗng avi ngon, phần tư bột nêm, một muỗng canh đường, một muỗng nước mắm. Bắt lên xào cho nó săn thịt lươn lại, nó rút về vậy vô. Rồi dân bãi cho nước cốt dừa vô, nước cốt dừa dân bãi vắt sẵn. Rồi dân bãi làm nước chấm, cái này tương hột dân bãi nghiền rồi. Một muỗng nước chao vô, bãi cho chút bột nêm vô, bãi cho một nửa muỗng đường vô. Bị gì chao với lại tương này nó mặn, dân bãi bỏ nửa muỗng đường vô cho nó dịu lại. Rồi dân bãi cho ớt sắc phanh vô, rồi trộn đều lên, vậy là nước chấm xong rồi nha cả nhà. Rồi giờ dân bãi nêm lại, vừa ăn luôn rồi nha cả nhà. Cái này bọt này là nước cốt, dân bãi không có vớt. Rồi dân bãi cho lá nhào vô. Lá nhào này nó xìu xuống là dân bãi nhắc xuống nha cả nhà. Đó, dân bãi trộn lên quá đã. Rồi lá nhào nó xìu xuống vậy là dân bãi nhắc xuống nha cả nhà. Rồi cái chén nước cốt này là cái chén nước cốt nhất dân bãi dắt hồi nãy, giờ dân bãi cho vô luôn nha cả nhà. Đó, quá đã. Rồi dân bãi nhắc xuống. Rồi dân bãi xong xuôi rồi cả nhà, dân bãi múc ra dĩa rồi. Lươn lá nhào dân bãi ăn cùng với cơm chấm nước chấm, dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi nha cả nhà. Chào cả nhà con. Chào cả nhà. Con mời cả nhà và cùng ăn lươn đi. Cả nhà cùng ăn lươn. Rồi, con nấu cắt bỏ cho con nha. Nguyên một cục bự nè. Đó, rồi con gắp con ăn coi chấm đi, con mời cả nhà đi. Rồi gắp chấm ăn đi. Chấm ăn mời cả nhà đi. Con đừng chấm, con chấm nó cay á. Con mời cả nhà đi. Đó, dân bãi xúc cơm vô. Trời ơi, quá đã cái món này. Mời cả nhà ăn con luôn. Con ăn cơm không? Đây, con nấu chút cho con. Đó. Dân bãi gấp luôn. Quá đã cái món này rồi. Trời ơi. Dân bãi gấp nguyên khúc đuôi luôn. Lươn với lá nhào dân bãi đó, trời ơi, cho nó lội vô nước chấm. Bãi mời cả nhà lươn với lá nhào. Trời ơi, quá đã.
Thật sự là cái món lươn lá nhào này, cái nước cốt dừa tương hợp, nó rất là béo, nó rất là thơm. Cái thịt lươn thì nó ngọt, cộng thêm đậu phộng nữa, nó béo, nó thơm, lươn ngọt. Trời ơi, cái món này nó thơm ngon bổ dưỡng, dân bãi ăn không bổ bề ngang cũng sang bề dọc. Quá thích. Cái nhũng nó màu vẽ luôn ra cho con nha. Cái nước cốt dừa này nó rất là béo, nó rút vô con lươn. Thịt lươn thì nó thơm, nó ngọt. Nước cốt dừa béo cộng thêm đậu phộng nữa, nó làm cho cái món ăn này nó vừa béo, nó vừa thơm, nó vừa ngon. Nó thơm, thật sự ra nó thơm lạ, thơm lùng luôn. Trong bãi ăn đi cả một vùng nó cũng vẫn còn thơm cái món này nữa. Quá đã. Lá nhào thì nó nhẫn nhẫn, nó rất là ngon luôn. Lươn nhân bãi cho lậu vô cái nước chấm. Nhân bãi mời cả nhà khúc lươn. Quá đã. Nấu bớt cơm nữa con ha. Cái nhũng nước. Nấu trang cái nước này vô cho con nha. Cái nào dẻ luôn. Dẻ cục luôn rồi cho con ha. Con đi học có ngoan không? Nước chấm này dân bãi làm tương với chao, gia vị đường, bột nêm, trong đây nó có đậu phộng nữa, nó rất là thơm, nó rất là vừa ăn luôn, chấm nó rất là vừa. Cái món này chiều thứ bảy làm cho cả gia đình cùng ăn rất là ngon luôn nha cả nhà. Cả nhà làm thử cái món này ăn nha cả nhà. Nước cốt dừa nó rất là béo, nó rút gia vị vô nó rất là ngon. Lươn thì nó dẻo, nó thơm. Quá đã. Lá nhào thì nó nhẫn nhẫn. Dân bãi cho lậu vô, trầu vô, nó mặn rẻ mát. Bãi mời cả nhà. Quá đã. Trầu vô chớp nó cay.
quá sức trận này. Cháu nội của dòng bãi đi học mới về tối cả nhà. Quá đã với cái món lươn ôm này. Mà cái nhậu nữa. Hai con này nghe cái nhà ơi. Ngon quá dòng bãi. Xúc tim. Cháu nội của dòng bãi mà đi học về mệt ăn không nổi cả nhà. Ăn con miếng à. Tàu cái món này quá đã, cái nước này nó béo, nước cốt dừa nó béo. Một buổi sáng trời gió mát căng thanh mà hai ông cháu của dân bãi ngồi ăn lươn lá nhào quá đã. Ồ, lá nhào dân bãi cho lậu vô, trời ơi. Lươn này lươn đồng nha cả nhà, chứ không phải lươn nuôi. Quá ngon. Ớt ngọt tai. Thật sự cái món lươn ôm này mà ăn với cơm, cơm nào mà chịu nổi vậy ông bãi. Quá thích trận này. Ngon quá, lá nhào nhẫn nhẫn. Chấm vô cái nước chấm này cũng kèm vô có đậu phộng nó thơm thơm, nó bùi bùi. Trời ơi, lá nhào nhẫn nhẫn quá đã. Không phải mời cả nhà. Đó, không phải cho lẩu vô. Trời ơi, chịu đời cho nổi. Phải mời cả nhà hút luôn. Quá ngon. Quá thức trận này quá thức. Ăn nữa rồi. Ăn khúc lươn nữa rồi. Ăn hết. Món này nó ngon quá. Dân bãi ăn thêm món nữa. Cháu nào của dân bãi và ăn cơm không nổi giờ. Đòi ăn hủ thịt dừa. Dân bãi khui cái hũ thịt dừa cho cháu nội dân bãi ăn nha cả nhà. Mời cả nhà bờ thịt dừa đi. Mời cả nhà thịt dừa. À, dân bãi cho lẩu vô. Bãi kẹp vô. Quá đã. Ớt gì mà nó cay. Caramel mua cái giường ớt ở đâu cả nhà. Có trái ớt nhỏ xíu rồi mà nó cay cho một rẻ mặt. Cay như vậy thì đòi cũng ẩu rồi. Quá đã. Con dân bãi chơi lớn luôn. Lương dân bãi cho lậu vô. Trời ơi, lương mà nó lậu vô nước chấm này nó mặn rẻ mạt luôn. Bãi mời cả nhà khúc lương. Quá đã. Đã cắm khúc ớt vô. Mày cái nhãn thật chưa. Đâu dậu chớp không cao. Bãi cắm có nửa chứ ớt hả. Cây ông bà chịu đòi cũng nổ luôn. Cây ông bà dùng ngứa cái đầu luôn.
bãi mời cả nhà cao trà đá. Tốt video ơi, kết thúc video ơi. Hai con xin kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy con có hay thì cả nhà cho con xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để con có động lực quay những video các tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thôi con xin chào và cảm biệt cả nhà video tiếp theo. Bye. Dông bãi ăn gần hết một dĩa cơm, lương ôm lá nhào. Dông bãi ăn gần nửa dĩa. Trời ơi nó ngon, trong bãi ăn cơm cái bụng trong bãi nó no muốn bể cái bầm luôn. Quá sức trận này quá sức. Trong bãi xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của ông cháu trong bãi nha cả nhà. Trong bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy ông cháu của trong bãi làm cái món này có ngon có hay, cả nhà và cho ông cháu trong bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để ông cháu của trong bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Ông cháu của dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye, bye.